Hai bạn, hôm nay Tóc Vàng sẽ ăn bún ốc nội địa Trung nha. Đây, lúc trước Tóc Vàng đã từng ăn cái bún ốc Lý Tự Thất nè. Nó cũng tương tự như vậy á. Hôm nay Tóc Vàng vừa phát hiện ra cái này mới, cho nên Tóc Vàng sẽ ăn cho bạn xem nha. Ok, bây giờ Tóc Vàng sẽ uống nước trước nha. Hôm nay Tóc Vàng uống Pepsi nè. Yeah. Ăn cái này cay, uống Pepsi cho nó đã mà. Yeah. Rồi bây giờ Tóc Vàng bắt đầu thưởng thức nha. Mời bạn Tóc Vàng ăn ăn. Nó có măng chua ở trong nên nó khá là thơm mùi măng. Bị dính cái filter rồi. Để Tóc Vàng tắt cái filter nha bạn. Ok, Tóc Vàng tắt cái filter rồi. Nếu không là mình ăn nó cứ có cái vòng sân môi ở đây bạn. Topping nó sẽ có đậu nữa nè bạn. Đậu, cái này là chắc đậu khô ve hay là đậu đũa gì đó. Cái nước này thì nó có cái vị cay, chua, chua của măng nha bạn. Chua của măng chua. Và nó có đậu, đậu phộng nè bạn. Cái cách nấu mì này á thì nó cũng tương tự với cái cách nấu mì bún Lý Tự Thất này nha bạn. Lúc trước Tóc Vàng đã có lên một cái clip hướng dẫn cách nấu rồi đó. Nếu mà bạn nào mua về mà không biết nấu á thì có thể vào lục lại xem cái video đó của Tóc Vàng nha. Cay quá bạn. Nếu bạn nào thích cái vị măng chua và thích ăn cay thì chắc chắn sẽ thích ăn cái mì này, cái bún này chứ. Cay thật luôn các bạn.
Đợt trước á, Tóc Vàng ăn cái bún Little Thất á bạn. Hôm đó là Tóc Vàng chủ yếu làm để hướng dẫn cho các bạn cách nấu á, cho nên khúc ăn Tóc Vàng cũng ăn có tí. Mà nhiều bạn comment nói là không có thấy Tóc Vàng nói cái mùi vị á. Thật sự luôn là Tóc Vàng cũng không có biết diễn tả cái mùi vị sao nữa. Tại vì nó là cái bún của Trung Quốc. Lần đầu tiên Tóc Vàng cũng ăn luôn, nên là Tóc Vàng không có thấy một cái loại bún nào của Việt Nam nó có cái vị vậy hết trơn á. Nên là Tóc Vàng cũng không biết diễn tả sao, chỉ biết nói là nó cay. Với là nó có mùi măng. Nếu mà bạn nào muốn biết được cái vị của nó chính xác nhất thì nên bấm vào cái giỏ hàng bên dưới và mua về trải nghiệm ăn thử nha. Nếu ngon hợp khẩu vị thì ok, còn không thì cũng coi như đó là một trải nghiệm nha bạn. Cay quá bạn ơi. Dớt mấy cái măng ăn. Tóc Vàng chủ yếu là thích ăn măng. Cái gì mà có măng chua là Tóc Vàng thích à? Ok, cái video nó cũng dài rồi đó. Tóc Vàng xin phép kết thúc video ở đây nha. Hẹn gặp lại bạn vào video lần sau. Bye bye.